tuyển nữ Việt Nam rời Đức, Huỳnh Như báo tin cực vui. Tiền đạo Huỳnh Như sớm trở lại tập luyện khi tuyển nữ Việt Nam về nước, kịp bình phục chấn thương trước World Cup nữ 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, tiền đạo Huỳnh Như chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Sau khi tuyển nữ Việt Nam về tới Hà Nội, Huỳnh Như được kiểm tra lại chấn thương. Nếu không có gì thay đổi, tiền đạo sinh năm 1991 có thể tập trở lại trong ít ngày tới trước khi cùng đội lên đường sang New Zealand chuẩn bị cho World Cup 2023. Trước đó, ở trận giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam và U23 nữ Ba Lan, trong một tình huống xâm nhập cầu môn đối phương, Huỳnh Như bị đau và phải rời sân. Chấn thương gặp phải khiến Huỳnh Như lỡ trận giao hữu với tuyển nữ Đức. Đây là điều rất đáng tiếc với chân sút người Trà Vinh bởi việc được đối đầu với đội bóng hạng 2 thế giới là một trải nghiệm rất quý báu. Sự trở lại của Huỳnh Như chắc chắn tạo nên bầu không khí tích cực ở tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho World Cup 2023. Sau buổi tập cuối tại Đức vào ngày 26 tháng 6, tuyển nữ Việt Nam di chuyển ra sân bay quốc tế Frankfurt, đáp chuyến bay về Việt Nam, dự kiến về tới Hà Nội vào lúc 12 giờ 15 ngày 27 tháng 6. Tuyển nữ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang New Zealand ngày 5 tháng 7 và có hai trận đấu giao hữu chất lượng gặp đội nữ New Zealand và Tây Ban Nha trước World Cup 2023. Tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp các đối thủ rất mạnh là đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.